xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình ông chồng hay làm. À, ngày hôm nay mình sẽ cập nhật với các bạn một số cái tin tức rất là quan trọng của đồng ai nha các bạn. À, các bạn lưu ý là phải uh, <laughs> cập nhật cái thông tin này sớm để uh, mình uh, uh, chuẩn bị sẵn sàng cho cái việc uh, nhận ai lần cuối cùng nha các bạn. Ok, thì um, những bạn chưa đăng ký kênh của ông chồng hay làm hãy đăng ký kênh của mình để có thể cập nhật được những tin tức mới nhất nha. À, nếu các bạn yêu thích thì hãy cho mình một like cũng như một đăng ký nha các bạn. Rồi, à, đầu tiên các bạn hãy vô cái ứng dụng ai. À, giờ mình bấm nút đào khai lãng nha. Ok. Ây <laughs> <laughs> hey da, yeah, nó bắt xác thịt các bạn, đợi mình tí. Ok, thì à, không biết có phải đầu tháng không, mà ứng dụng lại bắt mình xác thịt à, mới cười nhí nhối nó xong các bạn ok thì đầu tiên thì các bạn lưu ý là ứng dụng đã ngưng cho đào rồi nghe các bạn các bạn xem là cái phần lãi suất nè đang là không phần trăm các bạn và nếu các bạn bấm vào cái chữ y á, thì các bạn sẽ thấy là nó không cho đào nữa mà nó đang trừ một số à, số ai của mình bữa giờ thì à, nó trừ này là gì các bạn thì nó trừ cái này chính là cái à, những cái rep của mình f của họ không có đào thì họ bị chém mấy các bạn đó thì à, <laughs> à, và À, các bạn hãy vào cái phần Twitter để cập nhật à, cái thông tin mới nhất của dự án nha các bạn à, Các bạn search cho mình cái dòng là AI Đây nó nằm trên đây các bạn AI à, này nó có tích vàng và Có 2,2 triệu người theo dõi nha à, Cái em của họ là ai Aishikogchen nè Các bạn lưu ý mình phải vô cái Twitter chính chủ để mình xem nha à, Nó cũng có nhiều cái Twitter giả mạo lắm các bạn Ok thì cách đây khoảng 16 giờ các bạn thì họ đã có một cái thông tin khá là dài à, mình sẽ bấm dịch xong đó mình sơ lược qua cho các bạn xem nha à, thứ nhất các bạn là <laughs> họ sẽ ngưng cái app đào để họ chuyển cái trọng tâm sang cái việc phát triển mainnet à, bởi vì cái chi phí hàng tháng của họ là lên tới 50.000 đô la và cái công sức họ bỏ ra nhiều quá ra họ quyết định là dừng cái app không cho đào nữa các bạn Ok, thì đó là tin thứ nhất à, Cái tin thứ hai các bạn Thì các bạn sẽ, họ sẽ à, Phân phối cái đợt cuối cùng Trước à, Vào ngày 28 tháng 2 Xong đó, trước ngày 28 tháng 2 Các bạn phải lưu ý là vượt qua bài kiểm tra Thì cái bài kiểm tra này á Các bạn vào trong cái app của mình nha à, Cái app đầu ai nè à, Nó sẽ nằm đó cái khúc ngay chỗ này nè các bạn Đó, thì bởi vì mình đã làm xong rồi Thành ra là nó mất rồi nhưng mà nó sẽ nằm ngay cái màn hình chính đây nè. Và nó có cái ngày đếm ngược nha. Những bạn nào mà à, chưa làm thì ngày đếm ngược. Và nó có 21 câu hỏi các bạn. Thì 21 câu hỏi này á. Thì mình cũng có một cái bức hình ở đây. Ở đây nó có bao gồm là 41 cái câu trả lời. Thì các bạn đọc qua một lần thôi. Rồi sau đó các bạn làm thì mình thấy cũng. Thật sự thì nó không khó đối với những người trẻ nhưng mà những người lớn tuổi này kia thì nó cũng có thể là làm những cái bạn mà lâu rồi ít đọc tài liệu á thì nhiều khi có thể là không vượt qua được á thì các bạn cố gắng nha các bạn có thể đọc một hai lần thôi cái này thì so với mình đi thi bằng lái thì ít hơn nhiều các bạn bằng lái tới 450 câu hỏi cái này thì nó chỉ có 421 câu thôi các bạn và nó chỉ có vài câu khó thôi chứ cũng nó cũng không khó hết nha thành ra các bạn đọc lần là giải được khoảng tám chín mươi phần trăm rồi À, mình có 10 phút để mình giải cái bài đó thì à, các bạn câu nào không biết thì các bạn à, lật ra các bạn xem lại đây mình có cái bảng câu trả lời nè thì bản câu trả lời này mình cũng sẽ gửi cho các bạn à, cái đường link nếu như các bạn quan tâm nha Ok thì à, mình bỏ cái đó đi Bây giờ mình à, qua cái phần à, tiếp theo à, ở trong cái 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 Twitter của họ Ok thì à, họ báo rằng là các bạn phải thêm địa chỉ chuỗi thông minh à, vượt qua bài kiểm tra nè thêm địa chỉ chuỗi thông minh nè thì cái chuỗi này á à, là cái địa chỉ metamask cũng được nha các bạn hoặc là địa chỉ ở trên sàn okx cũng được tùy các bạn nghe hoặc là web 3 miễn cái địa chỉ nào nó nhận cái à, nhận được cái đồng bnb là ok nghe các bạn cái này thì thì không quan trọng à, tại vì còn có một lần cuối à thành ra là các bạn để địa chỉ nào cũng được nếu như các bạn muốn lưu trữ cái coi này thì các bạn để ví metamask còn nếu như các bạn muốn bán nó luôn Thì các bạn chuyển lên sàn à, OKX nha Các bạn vào cái ví sàn á Đây ví dụ như mình vô cho các bạn xem nè Các bạn vô OKX nè Rồi um, Các bạn vào sàn giao dịch nè Đó Rồi các bạn vào cái mục uh, tài sản nha các bạn vào tài sản Rồi các bạn vào cái phần funding Rồi các bạn search cái con BNB đi Đó đây BNB nè Rồi các bạn bấm cái à, nạp tiền Thì ở đây nó các bạn chọn cái mạng BSC Thì đây nó sẽ có một cái địa chỉ Đó các bạn copy cái địa chỉ này các bạn dán vào cái à, cái app đầu ai nha Vào cái mục là địa chỉ BNB Đó đây đây là cái địa chỉ BNB này các bạn các bạn thấy nè Nó có là 1D07 nè Thì tương ứng với đây Thì à, à, các bạn có hỏi mình rằng thì nên đưa vào cái địa chỉ nào thì à, tùy các bạn nếu các bạn muốn bán thì các bạn đưa thẳng lên sàn bán các bạn đỡ phí ga và cái quan trọng nhất là các bạn có thể bán nhanh được. Đó. Còn ví dụ các bạn đưa về các bạn muốn bán mà các bạn đưa vào ví mắt trước các bạn chuyển lên sàn tốn thêm một khoảng thời gian với tốn phí ga nữa thì lúc đó người ta đã bán được giá tốt rồi. Ok vậy thì có nên bán hay không thì theo mình nữa các bạn. À không nên bán các bạn, bởi vì dự án này mình thấy nó à, cũng có tiềm năng đó các bạn. Thành ra làm hoặc các bạn bán sớm thì sau này các bạn nên mua lại vào cái dịp tháng 7, tháng 8. Bởi vì á, là các bạn cũng có thể bán sớm. Thì khi nó xuống thấp á, thì tháng 7, tháng 8 các bạn mua về. Bởi vì tháng 10 đã lên sàn nha. Ngày 7, tháng 10 thì lên sàn thì mình nghĩ là nó sẽ FOMO và nó sẽ tăng giá lại các bạn. Cũng như là nó đón cái đợt trên của năm 2025. Các bạn cũng biết là hiện tại là Bitcoin hôm qua là nó cũng tăng lên 52.000 luôn nha các bạn. Đây mình Hàng đầu nè, các bạn xem Bitcoin nè. Bitcoin nó tăng tăng hơn 52.000 đô la nha các bạn. À phá đỉnh của cách đây uh, 2 năm luôn. À có nghĩa là những các bạn nào mà mua uh, cách đây 2 năm là tới bây giờ là cũng đã lời lại rồi nha các bạn. Đó, từ 50 uh, từ 68.000 nó về 52 rồi nó mới về từ 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 từ, từ về khoảng 10 16 17.000 bây giờ nó đã lên lại 52 rồi các bạn. Đây là một cái mốc cực kỳ cao luôn nha các bạn. Các bạn có thể xem thêm cái khoảng thời gian là uh, tuần á, tháng đi. Đây các bạn thấy nè, uh, cái đỉnh của nó là 69 rồi nha. Đó, bây giờ nó xuống lại 52 để nằm ngay đây các bạn. Thì nó tương ứng với cũng cái khoảng thời gian là cách đây um, cũng hơn 2 năm mấy đó các bạn. Ok, rồi thì uh, uh, cái việc nên bán hay nên giữ thì cái đó là tùy các bạn nha. Ok, và mình có thêm một số cái uh, tin ở trong cái bài đăng này để mình uh, uh, báo với các bạn luôn thì đầu tiên á là cái phần stacking á là nó sẽ đặt lại về không hết cho mọi người các bạn thì cái điều này giúp cho những cái bạn mà trước đây mà mà để 50% phần trăm rồi này kia uh, các bạn khóa 5 năm á thì bây giờ nó sẽ về không phần trăm hết về kho về không phần trăm cũng như là nó hủy hết cái stacking các bạn thì các bạn có thể là uh, rút tiền được và 30% số dư được phân phối sẽ được phân bổ vào nhóm phần thưởng mạng chính bị khóa trong 5 năm thì cái này à, à, có thể là sẽ trả về cho mình 70 phần trăm hoặc là 70 phần trăm chia 10 gì đó thì mình cũng không chắc lắm nghe các bạn cái chỗ này không chắc lắm à, số dư cuối cùng sẽ có ngày 28 tháng 2 bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố như tỷ lệ chém tỷ lệ hoàn thành câu đố thì cái này á, à, thì um, ngày 28 tháng 2 thì các bạn sẽ biết được các bạn về được bao nhiêu à, Thì các bạn uh, đợi tới lúc đó nha Ok Thì uh, 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 các bạn lưu ý là ngày mainnet là ngày 7 tháng 10 năm 2024 Thì nó sẽ rơi vào cái đợt trên uh, Thì chắc chắn là người ta sẽ phô mua bơm giá Tuy nhiên thì cái thời điểm uh, vào ngày 28 tháng 2 này Thì rất có thể nó sẽ tụt sâu Thì các bạn uh, thích thì các bạn bán Sau đó các bạn có thể mua lại Tùy nha Cái này là tùy các bạn mình uh, À, không có khuyên nếu các bạn à, chuyên chay thì các bạn có thể làm như vậy nha. Ok thì à, tuy nhiên thì mình cũng đưa thêm một số cái thông tin về cái dự án này thì họ à, chỉ là mới à, đang phát triển cái mạng lưới chính là cái mạng à, iOpen open network các bạn cũng như là họ cũng có một số cái đồng meme như là snowman rồi uh, Snip. à, thành ra làm hệ sinh thái của họ vẫn còn à, có rất nhiều tiềm năng Nên các bạn thành ra làm À, dự án này cũng à, các bạn à, một số bạn à, không có hoàn thành cái wc á không có hoàn thành bài test á thì các bạn sẽ bị bị không cho đào nữa không sao hết các bạn bởi vì bây giờ mọi người đều không được đào rồi họ vẫn trả coi về các bạn à, không nên nó làm à, đánh giá họ một sao cũng như là 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 là, là gỡ bỏ áp gì hết các bạn à, tiền ít thì mình ăn ít tiền nhiều mình ăn nhiều các bạn không muốn đề gì hết cái à, đồng này nó miễn phí hoàn toàn mà các bạn họ làm một cái dự án miễn phí hoàn toàn À, và họ cũng chỉ là những con người trẻ, nóng tính đó các bạn. Thành ra nhiều khi là họ đưa những quyết định vội vàng. À mình cũng rất là tiếc cho những cái bạn mà đợt 1 đợt 2 không có bán được đó các bạn. À, những người tin tưởng vào cái à, dự án ban đầu khóa 5 năm á thì họ không bán được cái đợt 1 đợt 2. À, nếu không thì cũng kiếm được một ít rồi còn bây giờ thì mình nghĩ là cái ngày 28 tháng 2 này chắc là nó xả là sập sàn luôn cũng ba muốn số 0 sâu á. À, thì lúc đó các bạn có thể cân nhắc để mua lại nha ok thì cái video của mình tới đây là kết thúc rồi à mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nhé à, chúc các bạn năm mới một cái năm bình an nha các bạn